alo 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 một hai ba bốn xin các anh chị em đang nghe livestream nhắn cho một cái tin là âm thanh có nghe rõ không ạ à? à, xin chào Lan đinh Lan Đình à, xin chào nga trương à, xin cảm ơn uh, thầy giáo vẫn khỏe xin chào anh thọ uh, mọi người uh, mọi người nhắn giúp một chút xíu xem là âm thanh nó như thế nào ạ uh, chào uh, chị jenny cao uh, âm thanh nghe rõ rồi dạ, như vậy là ổn alex nguyễn uh, em chào anh Hòa. khỏe ạ à? xin cảm ơn tất cả mọi người à, mọi người có thể nhìn thấy à, tôi từ trên livestream stream à, sắc mặt vẫn vẫn tốt vẫn khỏe à, mọi mọi thứ vẫn ổn à, ở tại canada ở việt nam thì không ổn lắm nhưng mà nói chung công việc với với gia đình ở tại canada thì vẫn đang rất ổn chào đào tùng Chào Quang Trần như vậy là âm thanh rất rõ do là có cái mic à, Xin chào dược Hà Phan Nga Trương ạ à. rồi xin cảm ơn tất cả mọi người chào Vân Bùi Quốc Anh Trần như vậy là âm thanh và tín hiệu rất tốt như như tôi có hứa là sáng hôm nay à, tôi sẽ livestream chắc là tầm một tiếng đồng hồ thôi tại vì tầm 11 giờ rưỡi là có à, tôi có việc cho nên là à, sẽ à, ngưng trong vòng à, một tiếng đồng hồ Xin chào à, sâu Linh à, Linh Mỹ Tống Xin chào tất cả mọi người Hằng Châu thì à, như à, như có hứa là tôi sẽ à, trả lời các cái câu hỏi của các anh chị em nêu ra trong cái phần livestream hôm nay à, có một số các anh chị em uh, đăng tin ở trên nhóm nhưng mà tôi không không có duyệt được tại vì những cái chủ đề nó uh, nó quá là chung uh, với lại là có những cái chủ đề thì uh, uh, nếu nếu tôi cho đăng lên đó, thì uh, sẽ xảy ra cái hiện tượng là uh, các anh chị sẽ bị làm phiền À, bởi vì những cái câu hỏi đó sẽ khiến cho rất nhiều các cái dịch vụ và các cái cá nhân họ có thể gửi tin nhắn họ có thể gọi điện và họ cung cấp thông tin mời chào à, trong khi đó thì các anh chị em là chưa có một cái thông tin nền tảng cho nên sẽ rất là rối đó là lý do xin cảm ơn tất cả mọi người đã comment rất là tích cực ví dụ như hình ảnh đẹp âm thanh tốt à, hà trinh uh, bắt đầu hỏi ngay lập tức thầy cho con hỏi xíu là bên el -Bata, danh sách các công ty hay trường học qualify để uh, sau này sponsor cho mình không con học uh, ece bên el -Bata và sợ đi làm cho chủ mà chủ mới không đủ điều kiện uh, cái này thì con phải tự tìm thôi tại vì uh, những cái uh, chủ đó nếu mà con đưa lên trên uh, uh, cái google để tìm ra đó thì uh, cũng rất khó, rất khó nói là tại vì mình không biết được cái doanh thu của họ là bao nhiêu, hay là họ là những cái công ty có designated hay không. Tại vì cái Alberta thì thầy không biết nhưng mà cái AiPP á, à, cái chương trình AiPP thì họ có yêu cầu những cái chủ mà muốn tuyển dụng lao động ấy, là họ phải là cái designated, tức là phải phải được chỉ định. Còn riêng Alberta thì thầy không biết. Tuy nhiên là con chưa đi học nữa cho nên không cần phải vội vàng về cái cái danh sách các công ty đó. Tại vì sao? Tại vì khi sang học rồi mới bắt đầu đi đi tìm và khi mình nộp đơn xin việc thì mình phải biết được cái công ty đó là công ty như thế nào bằng cách là mình Google lên. Và khi mình có thể đi phỏng vấn và đi phỏng vấn thì chưa chắc là mình đã được nhận và cũng chưa chắc là mình nhận cái công việc đó. Cho nên mình cũng có cơ hội để mình tìm hiểu thêm trong quá trình phỏng vấn cho nên là cái câu hỏi của con nó hơi sớm so với cái à, thời điểm bây giờ tại vì con chưa học xong cho nên là cũng chưa cần thiết phải à, phải hỏi tới các cái danh sách của công ty đó làm gì à, nhưng mà con sẽ có thời gian để tìm hiểu chắc chắn là như vậy à, chào Minh Germany tức là Minh Đức ở à, bên đó tình hình thời tiết như thế nào anh còn nắng nóng bất thường không À, nắng nóng bất thường thì tôi nghe thấy ở trên cái tỉnh British Columbia nhưng mà chắc cũng không phải tất cả các vùng đâu, tại vì khi nói tới British Columbia thì nó vẫn rất là rộng. À, những cái người Việt mà tôi biết á, thì không có thấy phàn nàn gì nhưng mà đọc báo thì có thấy những cái đợt ở bên này người ta gọi là cái heat wave tức là những cái làn sóng mà nhiệt á nó nó bất thường ở tỉnh British Columbia thôi chứ còn tỉnh Ontario này thì không thấy vấn đề gì cả. À, hiện tại bên ngoài bây giờ đang là 20 độ hôm nay trời nắng đẹp à, thường thường à, thì buổi chiều vào đầu mùa hè đó là nó hay mưa à, nó hay mưa nhưng mà mưa cũng không có dai dẳng như cái kiểu mưa của à, ở thành phố huế ở việt nam hay là cái mưa xối xả như là mưa sài gòn nó mưa cũng ít ít thôi à, nhưng mà đại loại mùa hè của Canada vẫn rất nóng chứ không có không phải là là lạnh hay là uh, gì đâu IV Diamond Hello thầy nhà mình có dự định đi diện đầu tư Prince Edward Island Bé nhà mình 10 tuổi uh, có được đi học miễn phí trường cấp 2 và một bé dự định học thạc sĩ thì có được áp dụng học phí domestic student không. Nếu như gia đình mình là cái thường trú nhân rồi tại vì đi đầu tư mà thì theo cái diện là là sẽ là thường trú nhân. Cho nên những cái cái bé nào mà trên 18 tuổi tức là học hết trung học thì uh, chắc chắn là sẽ vẫn được áp dụng cái mức phí của domestic student. Còn nếu mà dưới 18 tuổi tức là học từ uh, uh, mầm non, mầm non á À, cho tới hết lớp 12 thì không phải đóng phí, tại vì cha mẹ là đang là thường trú nhân, à, mà thậm chí cha mẹ đang là quốc permit à, cũng cũng à, à, con cũng không cần phải đóng học phí à, từ mầm à, non tức là từ lớp 4, à, từ từ 4 tuổi cho tới 18 tuổi thì vẫn không đóng phí cho cái việc học. À, cụ thể ví dụ như là tôi đang nộp hồ sơ xin định cư thôi, à, thì à, à, vẫn trong cái tình trạng là quốc permit. À, nhưng mà hai đứa con đi học thì không tốn một đồng nào, à, thực ra là tốn uh, 6 đồng mấy tại vì mua một cái cuốn agenda của trường, uh, tốn chừng đó tiền đó. Còn uh, cái tiền học thì quanh năm mà không thấy uh, trường yêu cầu đóng đồng nào cả. Nếu mà muốn đi học thêm hoặc bớt thì dĩ nhiên là phải đóng, đi học thêm các kỹ năng thì đóng chứ còn đi học trường chính thì không đóng. Thanh Hoàng Diệu chào thầy con trai tôi dự kiến bay sang Vancouver khoảng giữa tháng 8 vì con chưa được 18 nên phải cách ly khách sạn và giãn cách 14 ngày. Thầy cho tôi hỏi nếu tôi thuê nhà cho cháu cách ly và áp đáp ứng các yêu cầu thì nhà thuê sẽ phải gửi xác nhận thông tin cụ thể sao để cháu có thể show cái uh, cho hải quan khi nhập cảnh ở Canada. Uh, cháu uh, chưa được 18 tuổi nên không phải cách ly ở khách sạn và cách ly 14 ngày. Cháu không cách ly ở khách sạn trong vòng 3 ngày theo quy định thôi, nhưng mà cháu vẫn phải giữ uh, cái, uh, cái 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 uh, vẫn làm theo cái quy định là cách ly tự nguyện uh, và có các cái thông tin uh, được đăng ký trước uh, qua cái ứng dụng Arrive Canada. Uh, arrive Canada cái ứng dụng này họ yêu cầu phải điền vào tất cả các thông tin về cái chỗ mà mình đăng ký cách ly. Uh, thì uh, cái uh, khi mình đăng ký trước khi bay sang Canada, họ đã uh, bên bên chính phủ của Canada họ đã nhận được các cái thông tin này rồi. Cho nên là khi tới hải quan thì hải quan họ đã có tất cả những cái thông tin về cái nơi cách ly và trong cái uh, cái cái uh, ứng dụng đó nó đã hỏi tất cả các thứ rồi ví dụ như có cái workroom riêng hay không có ai cung cấp thực phẩm hay không đấy thì nó đã yêu cầu đầy đủ rồi cho nên không cần phải uh, phải, phải phải đưa ra thêm cái chứng cứ gì nữa đâu đó. Tại vì ở Canada đó thì họ uh, họ có một cái uh, một cái quy định như thế này là khi họ đưa ra cái yêu cầu và mình đáp ứng được và mình khai ở trên đó thì dưới đó luôn luôn có một cái phần là I declare tức là tôi cam kết là tôi tuyên thệ gì đó à, thì mình phải thực hiện theo nếu như vô tình mà họ phát hiện ra là mình phá cái quy định hay là mình không tuân thủ theo cái quy định thì mình bị phạt rất nặng và cái mức phạt này thì uh, cháu vẫn có thể xem ở trên cái trang web chính thức của chính phủ là họ phạt bao nhiêu tiền và có thể bị bỏ tù nếu như mà vi phạm cái quy định của bên uh, uh, Public Health tức là bên y tế công. Cho nên uh, là mình khai cái gì thì mình làm theo cái đó. Ví dụ như mình khai mình ở số nhà 123 ở đường ABC trong thời gian 14 ngày đó thì tất cả các cái thông tin mình khai ra mình phải thực hiện theo đúng như vậy chứ còn họ phát hiện ra Ví dụ như họ cho cái người bất thình lình đến mà tìm xem thử là à, mình có đang ở cái tại địa điểm mà mình khai trong vòng 14 ngày đó hay không mà họ không thấy hay là họ gọi điện, họ không liên lạc được với mình thì mình sẽ bị phạt rất là nặng. Và cái này là không phải là chuyện đùa cho nên là mình phải rất cẩn thận. À, chào Nguyễn Thị Hồng Quyên, xin chào Mary uh, Nguyễn uh, Trân Trân, thầy ơi học phí các trường báo trên website gồm học phí rồi các cái phí uh, phụ phát sinh có lịch nhiều với chi phí thực hay không uh, hồi thầy học rock thì như thế nào uh, không có không có phát sinh gì nhiều cả những cái gì họ nêu ra như vậy là họ đã uh, đưa ra rất là chi tiết rồi cái uh, phát sinh là gì phát sinh là chi phí sinh hoạt của mình mà thôi hay là chi phí ví dụ như là in ấn bài vở này nọ là cái mà không nằm trong cái uh, phí trường yêu cầu đưa ra còn họ niêm yết như thế thì cái đó đã là chính thức rồi họ không có đòi thêm cái gì đâu ví dụ cái học phí hồi xưa tôi học ở trường Brock thì họ đưa ra là 25 ngàn à trong đó họ ghi rất rõ là phí bao gồm cái gì ví dụ như kể luôn cả giáo trình rồi kể luôn cả các cái phí lặt vặt họ đưa ra ví dụ như là bảo hiểm à, rồi cái uh, student uh, uh, bus pass tức là cái cái vé đi xe buýt từ tháng này tới tháng này vân vân họ đã đưa ra và tôi đóng một cục như vậy rồi không có thấy phát sinh thêm cái gì cả cho nên là yên tâm tất cả những cái thông tin đăng trên các cái website của các trường cao đẳng và các trường đại học công lập thì nó là cả cái cái uh, chi phí gọi là chính xác đó còn ví dụ như các cái công ty mà tư vấn du học hay cá nhân nào đó mà phụ trách hồ sơ cho mình mà nói rằng là à, mình phải đóng thêm khoản này khoản kia thì nó uh, cần phải xem xét lại. Tại vì trường đã yêu cầu đóng như thế nào họ sẽ gửi uh, về trong một cái LOA rất là rõ họ ghi về trong cái thư báo đó cái offer họ ghi rất rõ số tiền mình cần đóng bao nhiêu cho nên là uh, cứ yên tâm tất cả những gì được niêm yết trên các cái website của các cái tổ chức, các cái trường học, uh, các cái cao đẳng đại học ở Canada là các thông tin chính thức và những cái đó mình có thể truy cập được, mình có thể xác nhận được hoàn toàn. Con đã interview và họ ok rồi. Bây giờ con sẽ làm part time trước. Uh, part time có hợp đồng hay không à, tất cả đều có hết nếu mà công việc đó là công việc chính thức công việc đó à, được trả bằng cái à, lương à, được trả qua à, cái à, ngân hàng hay là ngân phiếu rồi à, những cái thông tin mà của mình khi đi làm đó là họ lấy thì trong đó có luôn cả cái social insurance number thì tất cả những cái đó đều phải có hợp đồng hết và mình không có hợp đồng đi chăng nữa thì cái cái việc mà ghi vào cái employment record của công ty đó và có tên của mình, có cái social insurance number thì cái đó là công việc chính thức. Sau này thực ra có khi thì họ yêu cầu cái cái thư, tức là cái contract hay là cái employment letter gì đó. Nhưng mà cái chính vẫn là cái mình có thể truy cập được trong cái hệ thống thuế của chính phủ à, dựa vào cái social insurance number của mình. Mary Nguyễn trên app Indeed họ tuyển người làm việc không biết họ có nhận người nước ngoài hay chủ yếu cần người trong nước uh, Indeed thì họ đăng như thế thôi nhưng mà mình đặt ra một cái câu hỏi như thế này đơn giản nhất là tự nhiên không uh, trong Canada mà lại đi tuyển một cái người từ nước ngoài. Đó, thì cái thủ tục là đâu phải là công ty tuyển xong rồi cái tự nhiên họ đi sang họ làm thôi đâu không có tại vì nó dính tới cả cái giấy tờ liên quan tới di trú liên quan tới cái việc là đi lại cho nên nó sẽ không có cái chuyện dễ à, khi mà họ đăng lên cái indit và sau đó một cái người nước ngoài mà không chưa có giấy phép đi làm rồi họ cũng không biết mặt là như thế nào mà họ tuyển được cho nên ở Canada khi mà tuyển một cái người nước ngoài á đó, thì họ luôn luôn phải xin được một cái LMIA tức là cái giấy uh, gọi là labor uh, market uh, uh, labor market LMIA I là impact tức là ảnh hưởng và cái A đó là cái assessment tức là cái đó là cái giấy đã xác nhận rằng cái việc mà công ty ở tại canada tuyển một cái người nước ngoài nó không ảnh hưởng tới công ăn việc làm của dân công dân canada và của thường trú nhân ở canada và cái giấy này thực tế nó không dễ và chính vì không dễ và cái người chủ đó họ không sẵn sàng để làm tại vì thật ra nếu như một cái người mà bình thường thôi thì mắc mớ gì phải được tuyển từ bên nước ngoài vào nếu cái công việc đó không phải là công việc gì quá ghê gớm À, ví dụ như thực tế một cái nhà hàng người việt chẳng hạn họ chuyên nấu một cái món bún bò phải không ạ à? thì họ đi tìm một cái người à, thì họ đi tìm một cái người việt nam mà biết nấu bún bò à, thì đó cái đó là phù hợp phù hợp hoàn toàn à, nhưng mà khi muốn tuyển một cái người nấu bún bò đó sang nấu cái tiệm cho mình thì họ phải trải qua những cái giai đoạn xét duyệt hồ sơ à, Chủ họ phải làm một cái đăng tin tuyển dụng Và không phải đăng một lần Mà phải đăng ba lần Trong bao nhiêu thời gian đó Rồi phỏng vấn như thế nào Có bao nhiêu hồ sơ họ phải lưu lại hết Để họ chứng minh với chính phủ Rằng là tôi không tuyển được Một cái người mà có thể nấu bún bò cho quán của tôi Cho nên tôi xin được tuyển một cái người Từ ngoài Canada vào Thế là họ đi tìm cái người biết nấu bún bò đó Xong cái người này á cũng không đơn giản cái là được tuyển liền mà họ phải có một cái kinh nghiệm nấu bún bò đó họ có kinh nghiệm nấu bún bò họ có hồ sơ lý lịch rõ ràng thì chính phủ họ mới đồng ý cấp cái work permit cho cái người nấu bún bò đó từ bên ở việt nam để đi qua làm cho cái nhà hàng này rồi vấn đề là gì là có việc làm đi chăng nữa thì cái uh, work permit của cái người này nó vẫn có giới hạn là một năm hay hai năm như vậy cái câu chuyện là gì là rất khó để tuyển một người nước ngoài khó đến nỗi mà chủ họ không sẵn sàng làm đó trừ khi chủ họ thực sự cần cái người đó nhưng mà thế này cái thủ tục nó quá nhiều khe cho nên người ta không sẵn sàng làm chính vì vậy mà cái vai trò của các công ty tư vấn à, các công ty mà liên quan tới di trú hay là các cái cố vấn di trú là họ đứng ra để họ làm cái trung gian à, phụ trách về mặt giấy tờ hướng dẫn cho công ty hướng dẫn cho chủ doanh nghiệp này làm giấy tờ như thế nào để xin được cái lmi đó rồi bắt đầu họ cũng tiến hành cái việc là xin cái work permit cho cái người ở bên ngoài canada nói chung là thủ tục nó rất phức tạp để sang làm việc ở canada nó có những cái trường hợp dễ à, thực ra là dễ là thế này tại vì có những cái công ty á, nó rất cần người đó, rất cần người ví dụ như công ty lau dọn thậm chí công ty lau dọn ở quebec có một số các công ty rất là lớn thì họ cần những cái người nước ngoài đó, tham gia vào cái lực lượng lao động cho công ty của họ tại vì ví dụ như họ thầu họ thầu các cái nhà máy lớn và cần một cái đội ngũ là lau chùi cho các cái nhà máy đó cho nên họ mới xin với chính phủ rằng là tôi cần tuyển 50 người nước ngoài tại vì ở trong canada tôi không tuyển được không có ai chịu đi làm hết hay là nó thiếu cái nguồn nhân lực để đáp ứng cho cái công việc kinh doanh của chúng tôi cho nên họ xin một lần là 50 mươi cái à, rồi bắt đầu thì à, à, các cái công ty trung gian họ mới rải người ra để họ đi tìm à, họ 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 tìm ở các cái nước khác nhau phù hợp với cái yêu cầu của công việc rồi sau đó họ tiến hành cái việc là xin giấy phép để cho những cái người nước ngoài này vào làm cho công ty lâu dọn đó rồi các công ty lao dọn này họ mới sử dụng cái nguồn lao động nước ngoài đó họ gửi đi các cái công ty mà họ đã ký hợp đồng nói chung đó là một quá trình rất phức tạp đó mà nếu thực sự đó à, là công ty họ cần tuyển thì cái người đó một là cái công việc đó không có tìm ra được người ở Canada thực sự là tìm không ra được người cái thứ hai là cái người đó phải cực kỳ giỏi à, mà có một cái à, gọi là cái kiến thức cái kinh nghiệm mà cái công ty này cần à mà họ không thể tìm ra được ở tại Canada thì họ mới chịu làm giấy tờ. Còn cái khoản khác đó là cái sự sắp xếp à, các cái công ty trung gian họ sẽ sắp xếp giữa chủ doanh nghiệp và người lao động ở nước ngoài cho cái à, quá trình gọi là à, làm xin cái work permit để sang đây đi làm. Tuy nhiên, những cái người mà mong muốn đi à, lao động này đó thì tôi tôi có một cái ý thế này là mình phải xem xét thử có đáng để mình đi sang bên này mình lao động hay không và mình có hiểu được cái bản chất công việc mà mình sẽ làm tại Canada là gì hay không và như tôi nói rất nhiều lần là mọi người sang đây để lao động mà để cải thiện đời sống thì nên nên cân nhắc lại tại vì đa số sang đây đó tôi nói là gần như 100% những cái người mà sang Canada để định cư để để mà uh, sang Canada đó là có cái mục đích là họ xin định cư lâu dài chứ không phải đi làm thời vụ theo một năm, 2 năm tại vì uh, những cái công việc mà khó khăn như vậy đó thì lương nó thường nó cũng không có cao mà cái phí dịch vụ mà cung cấp cho cho các cái trung tâm môi giới trung gian đó là rất là nhiều cho nên thật sự là không đáng và cái môi trường làm việc ở đây tuy nó không có gọi là nguy hiểm tại vì cái người lao động người ta được bảo vệ rất tốt À, người ta có bảo hiểm người ta có an toàn lao động tất cả các thứ tại vì thực ra đó nếu mà đụng tới cái người lao động xảy ra tai nạn thì rất là mệt rất là phiền cho nên không ai muốn điều đó xảy ra cả tuy nhiên cái công việc nó không có dễ dàng nó cũng không có thoải mái như là nhiều người nghĩ đó. thì tại vì ở bên Việt Nam có rất nhiều người ngồi bàn giấy nhưng mà vì nghe nói là Canada là tốt là đẹp đó được ca ngợi như thế này thế kia giáo dục tốt này nọ và họ không hiểu được là vì sao họ sang đây và họ có cơ hội để được định cư hay không hay là họ chỉ sang đây để làm một năm hai năm theo cái hợp đồng đó rồi về vì vậy mà họ sang đây với một cái sự chuẩn bị rất là hời uh, hợt cho nên họ rơi vào những cái tình huống rất là khó xử tại vì đi làm thì cực quá À, mà đi làm cho một chủ như vậy thôi, phụ thuộc vào giấy tờ rồi không biết tương lai của mình ra làm sao, thế là đầu tắt mặt tối đi làm, đi làm để làm gì, đi làm để lấy lại cái 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 tiền mà mình đã bỏ ra cho cái môi giới dịch vụ. À, thì các anh chị suy nghĩ cho kỹ. À, nhân tiện cái bạn này hỏi là Indeed họ có tuyển người nước ngoài hay không, thì tôi lấn xa tôi trả lời dài như thế một chút cho các anh chị khác mà cứ hỏi về là lao động phổ thông rồi à, À, có công ty này công ty kia giới thiệu là xuất khẩu lao động đóng mấy chục ngàn vào rồi để đi vân vân thì tôi muốn làm rõ cái vấn đề đó là vậy. Trân à, tâm trần chào thầy thầy ơi à, có đi du lịch thương mại không thầy? À, cái du lịch thương mại thật ra là cái visa đó là visa du lịch nhưng mà họ đưa thêm cái từ là business vào tức là để đi sang đây tìm hiểu cơ hội à để mà đầu tư để mà kinh doanh thì về bản chất nó vẫn chỉ là cái visa du lịch thôi đó cho nên là các công ty á, đôi khi họ bày ra cái từ này từ kia đó để họ làm cho nó sang đi thực ra các cái visa visa du lịch thì vẫn đi sang đây để du lịch mà thôi chứ còn cũng không có định cư hay là cái gì đâu đó. rồi có nhiều người ấy, thật ra là được các công ty tư vấn họ tư vấn là đi sang đây để đi làm, làm xong được định cư, vân vân. Nhưng mà thật ra khi mà họ làm cái visa thì visa đó là visa du lịch thôi. Ở à, dĩ nhiên là người nào mà có cái passport mà mới hoàn toàn, ví dụ 10 năm thì khi nếu may mắn được cấp cái visa du lịch thì dĩ nhiên là họ thường thường cho phải là dĩ nhiên mà thường thường bây giờ là chính phủ Canada họ cấp cho đến hết hạn cái passport đó. Và các công ty họ dùng cái từ là visa lên tới 10 năm thì có cái đầu có gì đâu mà lạ không có gì lạ cả cái đó là chính phủ họ cấp như thế thôi và không phải là một người mà họ cấp nhiều người đều như vậy cả người nào cái passport còn 5 năm thì họ cấp cho 5 năm nhưng mà về bản chất thì cái visa đó vẫn chỉ là cái visa du lịch đi vào để mà... Uh, Tìm hiểu đi vào để học những cái khóa ngắn hạn dưới 6 tháng hay là đi thăm con, thăm thân nhân rồi đi chơi để tiêu tiền thôi. Chứ còn không phải là cái visa để lại đi làm. À, tuy nhiên nhiều người họ bị lừa à, hay là họ bị gọi là cung cấp thiếu thông tin. Cho nên khi họ cầm cái visa đó họ nghĩ rằng họ sang đây để đi làm. Thật ra là đi làm là làm trái phép. Tại vì cái visa du lịch không được đi làm. Các anh chị hiểu rõ cái điều đó giúp mây nguyễn anh cho em hỏi sau khi phỏng vấn một ngày họ gửi email báo đang xử lý hồ sơ thì bình thường khoảng bao lâu thì được visa uh, uh, tức là visa này là visa gì mới được chứ còn mà sau một ngày gửi email báo đang xử lý hồ sơ uh, sau phỏng vấn một ngày họ gửi email thì tôi không biết là hồ sơ của, của bạn là đang nộp theo cái diện gì À, tại vì à, thường thường cái visa du lịch với visa du học là không có phỏng vấn như vậy bạn đang nói là à, sau khi phỏng vấn một ngày thì họ gửi cái email báo là đang xử lý hồ sơ thì tôi à, không có trả lời được câu này tại vì tôi không biết cái hồ sơ visa gì và cái thời gian xử lý nói về thời gian xử lý bây giờ rất là mơ hồ tại vì do dịch bệnh cho nên là họ không có cam kết xử lý đúng cái thời gian mà họ dự báo như trước đây thu vũ em chào anh xin chào hồ việt hùng nếu có criminal record nhẹ ở new zealand thì có hy vọng ở canada không à, nhẹ thì tôi không biết là nhẹ kiểu gì criminal record là hồ sơ tội phạm mà nhẹ thì không biết nhẹ ở mức độ nào và cái này nó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng À, chắc chắn là nó sẽ có ảnh hưởng nhưng mà tôi không biết là nó ảnh hưởng tới mức như thế nào và lãnh sự họ sẽ xét ra làm sao thôi nhưng mà cái thông tin này chắc chắn họ sẽ kiểm tra tại vì nếu mà đi sang new zealand phạm tội ví dụ như là uống rượu lái xe chẳng hạn À, hay là lừa đảo gì đó thì chính phủ họ sẽ có những cái uh, tiêu chí để họ xét duyệt hồ sơ nhưng mà một trăm là sẽ có ảnh hưởng chứ không thể không được. Tại vì hồ sơ mà đã ghi vào record tức là đã ghi vào hồ sơ rồi thì cái đó là sẽ được chia sẻ thông tin bởi các cái nước với nhau họ có một cái 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 quy ước uh, họ có một cái quy ước chung là họ sẽ làm việc uh, theo cái dạng là uh, tìm kiếm thông tin và chia sẻ thông tin iv diamond vậy đi diện đầu tư thì bé lớn học thạc sĩ vẫn được đi làm part time à, đó là nguyên tắc rồi tại vì cứ học trên cao đẳng trở lên tức là học post secondary school học ở cái trường chính thức thì, thì vẫn được đi làm à, bán thời gian một à, tuần 20 giờ à, trong các cái ngày thường còn trong các cái kỳ nghỉ thì đi làm được toàn thời gian à, cái đó áp dụng như là sinh viên quốc tế thôi sau linh anh hòa cho, à, cho tôi hỏi Tôi có người thân sống ở Lava, Quebec cách đây 20 năm. Trong vòng một năm nay tôi gửi rất nhiều thư cho người thân nhưng tới nay đã mất liên lạc hoàn toàn. À, anh có thể giúp tôi gửi thư trực tiếp cho gia đình này được không? À, xin cái này là uh, tôi cũng không có biết làm thế nào hết, tại vì đã có cái địa chỉ email, có địa chỉ nhà thì gửi tiếp uh, tới mà một năm họ không trả lời thì làm sao tôi biết được? Cho nên rất khó. Uh, với lại là phải hỏi xem thử những cái người mà quen biết của cái người thân đó là cái có biết cái người này hiện giờ đang ở đâu hay không chứ uh, chứ tôi thì không làm cái chức năng là liên lạc và gửi thư trực tiếp được và tôi cũng không có ở thành phố Quebec và và Cai thì các anh chị biết nó rất là rộng phải không nó rộng tới gấp mấy lần nước Pháp mà Cao Tuấn Anh uh, Depa em chào anh chúc anh và gia đình cuối tuần vui vẻ sức khỏe rồi xin cảm ơn uh, có một bạn trả lời cho uh, cho cho mây thì đó rồi đó cái này em biết chị này bên dưới người ta hay có dòng cuối cùng ghi work remote yes or no rồi các bạn tự trả lời được rồi trân trân thầy ơi nếu học phí uh, master họ báo trên website là 10.000 một term thì thường học master 2 năm tức là 4 hoặc 5 hay 6 term một năm trung bình đó là hai term nếu họ báo như vậy là một năm là hai term đó uh, thì uh, nếu mà master thông thường là nó hai uh, nó hai năm nó 2 năm thì nó chia ra là thành 4 term thôi có những cái chương trình master bây giờ họ kẹp lại chỉ còn lại ba term thôi ví dụ như chương trình của tôi học đó ngày xưa nó là bốn term bây giờ họ đưa lên cái uh, cái chương trình là uh, chỉ có 3 term thôi uh, là mới nhất theo cái thông báo của năm uh, năm nay tức là tuyển sinh cho năm 2022 thì những cái người nào mà có IELTS trên 7.5 à, Có IELTS 7.5 trở lên Thì uh, sẽ được học Theo cái chương trình Master đi thẳng vào luôn Và học chỉ có 3 term thôi Là đã ra cái bằng Master uh, Học phí uh, Hồi uh, Năm 2017 tôi học chương trình Về quản trị giáo dục đó Thì uh, học phí là 25.000 Và học trong vòng 4 term Trong đó có một cái term vào mùa hè uh, Thì uh, khi ra trường nó mới được uh, gọi là cấp cái work permit lên tới 3 năm. Ừ. Thì khi họ chia ra cái term như vậy đó là có khi ấy, một năm hai term tại vì là nghỉ hè tới mất hết 3 tháng rồi. Cho nên là họ chỉ chia ra hai term thôi. Còn những cái chương trình mà họ không có nghỉ hè thì họ chia luôn cả cái kỳ hè. Họ nén lại. Cho nên cái chương trình tôi thiết kế là 2 năm nhưng mà thực tế là học có 14 tháng thôi tại vì học không nghỉ, học liên tục lan thanh lê chào thầy em thấy lâu rồi chính phủ chưa rút hồ sơ extract entry diện federal skill worker thầy nghĩ năm nay chính phủ có khả năng rút đợt uh, uh, fsw hay không tôi nghĩ rằng là có tại vì uh, chính phủ họ, họ bắt đầu mở cửa dần dần uh, cụ thể các cái uh, Động thái của họ là họ đã cho phép những cái người mà có câu op uh, PR tức là confirmation of PR tức là xác nhận là đã có PR rồi á. Là trước đây họ ngưng gần một năm rưỡi không cho nhập cảnh. Thì bây giờ bắt đầu họ cho phép những cái người này là được nhập cảnh vào Canada. Cái thứ hai là những cái uh, hồ sơ extract entry nhưng mà dành riêng cho Canadian Experience Class là đó họ đã lấy rất là nhiều rồi và có những cái chương trình 90.000 rồi các cái chương trình à, ví dụ như có một đợt họ rút là 75 điểm đó là tới 27.000 người cho nên những cái người mà ở tại Canada mà có kinh nghiệm này nọ có trên một năm kinh nghiệm bắt đầu ít rồi cho nên tôi nghĩ rằng là từ từ nay tới cuối năm thế nào cũng có một đợt họ rút cái 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 chương trình Federal Skill Worker và khi rút như vậy đó thì uh, những cái hồ sơ nằm trên cái uh, extract entry uh, nằm trên hệ thống và ở uh, bất kỳ ở đâu trên thế giới nếu mà ai có nằm trong cái hồ đó và đủ điểm thì sẽ được nhận cái hồ sơ điểm thì tôi không có đoán chắc được nhưng mà uh, chứng tỏ là lâu nay họ không rút thì cái hồ sơ này nó đang dồn lại rất là nhiều hy vọng hy vọng nhưng mà uh, hy vọng là họ sẽ, sẽ, sẽ không phải là một đợt mà có thể là một vài đợt tại vì cái cái chỉ tiêu về à, số à, dân gọi là new immigrant ở Canada cho năm 2020 nó vẫn còn Nguyễn à, Bích Ngọc chào thầy Hòa con trai em à, qua đó nhập cảnh có được mang theo thuốc chữa dạ dày kèm đơn thuốc của bác sĩ hay không à, đơn thuốc có phải dịch sang tiếng Anh hay không à, những cái thuốc mà dùng cho gọi là personal use thì à, thì được phép mang theo À, được phép mang theo miễn là mình đừng có mang theo hàng tá, hàng ký cái thuốc đó sang đây thì uh, nó nó được xếp vào cái gọi là thương mại. Uh, tuy nhiên thì những cái thuốc uh, thường thường tôi thấy là bao nhiêu lần uh, tôi đi sang Canada tôi mang rất là nhiều các cái thuốc tây đi sang đây thì không có vấn đề gì cả uh, và cũng cũng không có rườm rà với kê khai với dịch thuật ra gì cả, tại vì trên các cái thuốc đó họ có ghi rồi, họ có ghi là thuốc gì thuốc gì rồi và nếu như mà hải quan họ có hỏi à, thì mình trả lời à, thực tế là như vậy tôi có cái à, à, bệnh đau dạ dày có hồ sơ của bác sĩ hẳn hoi cho nên tôi mang thuốc theo để chữa trị Cái đó là bình thường hoàn toàn được vân bùi thầy ơi con gái em à, con gái em tháng 8 này sang học trường S à, tức là Simon Fraser à, ở British Columbia nhưng chưa đăng ký ký túc xá được giờ nên thuê nhà như thế nào thì tốt hả thầy thầy cho em vài thông tin khi tham khảo với tôi có viết một cái bài về những cái bạn mà à, lần đầu tiên sang Canada mà để nhập học à, nếu mà không tìm được cái ký túc xá trong trường một thời gian đầu á thì chúng ta nên à, một là nếu mà chúng ta có một cái nguồn à, thông tin nào đó nó chính xác chúng ta quen biết được ai tin cậy ở Canada để nhờ họ hoặc là thuê họ đi tìm cho cho một cái nhà đó thì à, có thể sử dụng cái Uh, dịch vụ Airbnb, Airbnb là dịch vụ trả theo từng ngày hoặc là từng tháng. Tuy nhiên là nó đắt hơn cái chuyện là mình thuê nhà. Nhưng mà vì đảm bảo an toàn, uh, vì đảm bảo được cái sự tiện lợi cho mình thì mình nên thuê cái Airbnb là chắc. Tại vì mình không biết được cái người bên Canada là là ai để mà mình nhờ. Người ta đi tìm nhà mà ở bên này đâu phải tự nhiên không Mình ở bên Việt Nam cái mình nhờ anh A anh B gì đó đi tìm nhà thì họ đi đâu Không phải Có nhiều người họ hay nghĩ bị sai Là à, cứ quen một cái người này cái xong rồi đi nhờ cái người này đi tìm nhà Thật ra là ở Canada không có ai họ làm cho mình một cái gì mà hoàn toàn miễn phí cả Nhất là họ không đạt tới cái mức độ thân thiết đến cái mức phải bỏ thời gian bỏ công sức ra để đi tìm Thuê một cái nhà cho mình và họ cũng không muốn dính líu tới cái chuyện đó lý do là gì chưa biết họ đã có lợi gì hay không chưa biết mình có trả tiền cho họ để họ làm dịch vụ đó hay không nhưng mà vì là sợ mất uy tín sau này ví dụ như mình đi thuê một cái nhà mà cái người này sang không hài lòng thì rất là phiền đó mà khi thuê nhà là phải đặt cọc tháng trước tháng sau rồi uh, phải xem thử là cái người trong nhà này là ai đang ở rồi gần trường như thế nào nói chung đó là một cái quá trình rất là phiền phức đi thuê nhà mà không có sung sướng gì cả cho nên thực ra là hiếm có cái người nào họ làm bằng một cái sự gọi là tự nguyện họ đi tìm nhà cho mình cả cho nên tôi khuyên là nên thuê một cái airbnb trong vòng 2 tuần hoặc là một tháng Dĩ nhiên phí nó cao hơn một chút rồi, ví dụ Airbnb thì uh, một ngày họ tính khoảng cỡ 60 đồng, trong khi đó nếu mình thuê nhà một ngày tính ra 30 đồng, vân vân. Nhưng mà nó an toàn, sau khi đó thì mình uh, sẽ đến trực tiếp cái chỗ mà mình thuê nhà đó mình xem xem với ít nhất vài cái rồi xem thử thỏa thuận ra làm sao rồi mới thuê cố định chứ còn bây giờ mà đang ở Việt Nam cũng không biết gì ở bên Canada không biết cái chỗ đó gần trường như thế nào mà đi thuê mà đặt cọc thì rất rất là phiền cho nên là Airbnb tiến tới mà làm Airbnb bây giờ họ mở cửa rồi Airbnb là một cái nhà mình tưởng tượng đó là một cái nhà mà họ chủ nhà họ chia ra từng phòng rồi họ có các cái vật dụng ở trong phòng rồi họ có những cái quy định và họ được quản lý bởi cái Airbnb đó là một cái tổ chức thương mại họ hỗ trợ cho những cái người có nhà và xe cái 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 nhà lại cho những cái người khách đến ở ngắn hạn thì đó là cái dịch vụ mà có cái đơn vị quản lý và uy tín cho nên là chúng ta nên sử dụng cái đó nếu mà tìm ký túc xá trong trường không ra đây là tôi chia sẻ thế thôi tại vì ngày xưa tôi đã đã muốn chắc ăn cho nên là tôi không biết cái cái cái, cái nhà thuê đó nó như thế nào mà tôi không biết thanh toán ra làm sao cho nên là tôi thuê chấp nhận thuê cái ký túc xá ở trong trường. Ở, đó, là hên là tại vì mùa hè cho nên là có ở, tôi thuê trong đó tới 30 ngày. Một ngày như vậy là à, một ngày như vậy là 30 40 đô gì đó đại loại như vậy. Nhưng mà nó rất là tiện tại vì nó gần trường. Thế là thay vì thuê nhà bên ngoài một tháng có 400 thôi tính ra một ngày thì ở đâu mười mấy hai chục đồng vân vân thế nhưng mà trong trường thì nó tới là ba chục bốn chục đô một ngày nhưng mà tôi chấp nhận trả cao trả gấp ba lần để được ở một cách gọi là thuận tiện gần trường trước khi tôi sang và sau khi ở trong trường trong một tháng đó thì tôi bắt đầu mới đi tìm cái những cái nhà xung quanh để mà thuê để ở đó là một cái cách À, Dược Hà Phan, thầy cho hỏi tôi muốn xem quy định dưới 18 tuổi sang Canada học thì không phải cách ly khách sạn 3 ngày ở trang web. Con tôi sinh tháng 11-2003, tháng 8 này qua Canada học, còn 3 tháng nữa mới đủ 18 tuổi. À, vậy có được chở thẳng về chỗ để cách ly không? Được hoàn toàn tại vì cháu là minor trong cái thuật ngữ mà chính phủ họ xài đó là minor. Minor là dưới 18 tuổi. À, À, có một số nơi họ 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 xem minor là dưới 19 tuổi nhưng mà tỉnh Ontario thì họ xem đó là 18 tuổi như vậy cháu sẽ được gọi là à, miễn cái việc là ở khách sạn à, trong 3 ngày khách sạn của chính phủ ấy, trong vòng 3 ngày mà cháu có thể được đưa về cái chỗ cách ly 14 ngày luôn thì trên website của chính phủ họ có ghi à, họ có ghi rất rõ là những cái người nào sẽ miễn được cái stopover này đó và cái cái government approved hotel nó nó trong cái website của chính phủ hồi trước là tôi có đưa ra cái đường link này rồi. À, nếu mà cần thì là tôi sẽ tìm lại. Nhưng mà cái đó chắc chắn là có. À, Dũng Huỳnh chào thầy Hòa, chúc thầy và gia đình sức khỏe bình an. Thầy có thể cho biết về thông tin nắng nóng ở Canada rất nhiều người chết vừa rồi có chính xác hay không? Tôi đọc báo thấy có, thấy vẫn có cái số lượng nhưng mà ở British Columbia nhưng mà Hình như nó chỉ nằm một vùng nào đó, tôi đọc chưa kỹ nhưng mà nó chỉ nằm một cái vùng nào đó thôi, chứ không phải là, là 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 nguyên cả cái tỉnh British Columbia. Tại vì những cái người bạn của tôi đang ở British Columbia thì ở Vancouver thì vẫn không 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 nghe họ nói gì nhiều về cái này cả. Đấy. Đọc báo thì vẫn có thấy, có những cái đợt rất là nóng, nó lên tới bốn mấy độ gì đó và và có số người chết có số người chết thật chứ không phải không nhưng mà các tỉnh khác thì không nghe nói không có thấy gì cả tôi ở tỉnh Ontario không thấy vấn đề gì cả Jason Nguyễn chào anh Hòa em và partner chuẩn bị qua Canada anh hỏi cho em hỏi thuê apartment về Canada cần chú ý gì không ở dân Canada theo kinh nghiệm của anh có hay lừa lọc không ví dụ Ấn Độ châu Á da trắng mới qua Canada cần phải đề phòng cẩn thận gì không cái này uh, hơi bị dài cho nên là uh, nếu cần thì 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 uh, Uh, tôi sẽ nói ở một cái dịp khác Tại vì cái vấn đề này rất là dài không không có không có đơn giản một hai phút để trả lời được tuy nhiên cái việc mà tôi trả lời cái ví đầu vé đầu tiên thôi tức là thuê ở apartment uh, thực ra là rất khó tại vì họ nhờ những cái apartment uh, những cái căn hộ đó, đó họ cho thuê là họ hay đòi chứng minh thu nhập họ biết được cái người này giấy tờ ra làm sao chứng minh thu nhập và họ cần luôn cả một cái người bảo chứng tức là một cái reference À, là ai? Tại vì khi mà à, cho thuê nhà xong rồi á, người ta dọn vào ở thì à, cái việc mà xảy ra mâu thuẫn à, thì thường thường là nó bất lợi cho phía của cái cái người cho thuê nhà chứ không phải là người thuê nhà đâu. Nó bất lợi cho cái người gọi là landlord. Còn cái tenant tức là người đi thuê đó, à, họ vào họ ở rồi đó, thì nếu mà xảy ra chuyện đó là chính phủ họ bảo vệ cho cái người tenant này hơn là bảo vệ cho landlord cái này cái luật rất là uh, không có phe lắm cho uh, cho cái cái cái, cái uh, gọi là người chủ uh, cho thuê nhà ở Canada cho nên á là từ bên Việt Nam mà mình chưa biết ức giáp gì á thực ra rất khó để mà thuê một cái apartment như vậy cho nên đại đa số những cái gia đình mới mới sang đây á một là họ thuê Airbnb hai là họ thuê các cái nhà của người Việt một phần của căn nhà của một cái người Việt nào đó tại vì người Việt thì họ họ qua cái việc là giới thiệu quen biết này nọ thôi là họ đồng ý và đặt cọc rồi ok à, nhưng mà đằng nào thì cần phải có một cái người giới thiệu à, họ phải à, phải phải rành, họ phải biết như thế nào và cái đó là rất quan trọng còn à, lừa lọc thì chỗ nào cũng có lừa lọc thì chỗ nào cũng có chỗ ít chỗ nhiều thôi thế nhưng mà nó không đến nỗi là lừa trắng trợn như thế nào đâu Cái này họ gọi là do cái mình không hiểu, do cái khi mình trao đổi à, về các cái điều khoản mình không nắm rõ thôi, cho nên nó mới xảy ra như vậy chứ họ không có lừa lừa liếc gì cả. À, thì đằng nào cũng vậy, à, khi mình đặt bút xuống mình ký thì mình phải hiểu rõ là mình đang ký cái gì và mình đang trả tiền cho cái gì, trả tiền cho ai, mình cứ đặt những cái câu hỏi như vậy. Hoàng Dương thầy ơi, thầy có thể cho em biết CPA ở tỉnh bang nào không cần job offer được không? À cái này là chương trình tỉnh bang, nhưng mà uh, em đang là cái gì mới được chứ em đang sang qua Canada chưa thì mới quan trọng chứ còn uh, thật ra là có một số các cái chương trình họ không đòi cái job offer ví dụ như tỉnh tỉnh Ontario này nè nó có một cái chương trình không đòi job offer với những cái người mà học chương trình master tức là học chương trình cao học ra với học là PhD thì hai cái dạng này là không cần cái job offer uh, nhưng mà vẫn có thể nộp hồ sơ nếu đáp ứng đủ các điều kiện khác tuy nhiên nói đi thì nói lại cái job offer là chỉ là một trong các cái điều kiện thôi chứ không phải là tất cả cho nên cho em có được miễn cái job offer này mà em không đủ các cái điều kiện khác thì cũng như hỏng tại vì những cái người học master ra đó là uh, đâu phải là tự nhiên không cái họ không cần job cái họ nộp là có liền đâu họ cũng phải có những cái điều kiện khác ví dụ như là tuổi tác ví dụ như tiếng anh và nếu như những cái người nào mà có job offer thì nó là thuận tiện hơn rất là nhiều dĩ nhiên là điểm nó cao hơn rồi phải không à, cho nên là à, cứ nghĩ là mình phải có job còn cái chương trình mà không có job thì may ra là nghĩ tới chương trình master của uh, tỉnh ontario hay là học tiến sĩ ở tỉnh ontario thì được duy anh chào anh nếu em đổi ngành trước khi sang canada thì có sao không ngành này vẫn cùng trường nên À, vẫn dùng DLI. Em có thể xin nội bộ của trường được, à, nhưng mà à, khi em xin á, thì à, em cầm theo hai cái thư. À. Khi tới Canada thì có khả năng là em em vẫn trình ra tất cả những cái giấy tờ cũ. À, xong khi em đi học thì em cập nhật lên trên cái hệ thống của của CIC thôi là được. Tại vì à, em à, à, cùng trường rồi à, cùng à, DLI luôn, cho nên không có vấn đề gì cả. Em có thể đổi ngành được. Hà Trình thầy ơi con muốn làm PIC uh, Canada thì cần lý lịch tư pháp hay PIC là cái gì? Uh, PIC là cái gì? Con có cần công chứng dịch thuật hay không? Nói chung liên quan tới định cư thì phải xin lý lịch tư pháp số 2. Đi du học là xin lý lịch tư pháp số 2. Xin visa đoàn tụ. Visa đoàn tụ thì uh, họ phỏng vấn. Uh, họ phỏng vấn thì uh, vấn đề về mặt thời gian đó là không không xác định được. Họ phỏng vấn xong thì họ sẽ có một cái thời gian... À, để mà xử lý thì khi đó mình chỉ theo dõi trên cái hệ thống hồ sơ thôi chứ còn à, bây giờ nói chung là cái processing time tức là cái thời gian xử lý họ không có cam kết không có chương trình nào họ dám cam kết về mặt thời gian trong cái điều kiện dịch bệnh như thế này cả nhưng mà họ đã phỏng vấn rồi và visa đoàn tụ thì à, yên tâm tại vì họ nói rằng là chúng tôi đang xử lý hồ sơ Uh, xin cảm ơn Trần Nguyên Đức Anh Nguyễn em chào thầy uh, thầy cho em hỏi chút là gần đây em có nghe được thông tin học sinh nhập cảnh vào Canada trước khi uh, vào học quá 30 ngày là có khả năng sẽ bị review entry em sẽ bay đến uh, Canada vào ngày 31 tháng 7 lúc 3 giờ uh, 5 chiều e uh, cho em hỏi thầy là liệu khả năng rủi ro bị từ chối uh, thầy không nghĩ là em bị từ chối nếu như em có một cái lý do chính đáng Tại vì sao tháng 9 em nhập học mà 31 tháng 7 Là em bay sang Thì cái này chỉ hơn một tháng một chút thôi Hoàn toàn có thể được Tuy nhiên là tại vì em cầm theo cái Cái cái, cái gọi là cái visa của du học Và tháng 9 em nhập học Thì em sang đây trước có uh, Gọi là không Chính phủ họ không yêu cầu Họ không đưa ra một cái thông báo chính xác nào Là anh phải uh, Nhập cảnh Anh không được nhập cảnh uh, vào Canada À, là là trước 30 ngày không có không có một cái thông báo nào như vậy cả và thực tế là gì họ chỉ là à, trong điều kiện dịch bệnh như thế này thì không cần phải tới sớm họ nói như thế thôi nếu mà có thể được thì đừng nên tới sớm chứ họ không đưa ra một cái quy định nào ràng buộc cả tuy nhiên là 30 ngày với 31 ngày 35 ngày thực ra nó khác nhau không nhiều vấn đề là thế này hỏi hải quan họ có thể hỏi là vì sao tới như sớm nhưng mà thực ra 30 ngày nó không sớm À, không sớm chút nào ấy, tại vì em đã đã bị giãn cách tới 10, 14 ngày rồi, còn 14 ngày lại thì là em phải phải làm quen với môi trường sống, tìm hiểu về trường trước khi đi học đó là chuyện bình thường, yên tâm là em có thể nhập cảnh, Chờ, chính phủ họ có hỏi thì nói là tôi mua vé như vậy để tôi sang có thời gian để tôi tìm hiểu về trường lớp với đường xá này nọ để chuẩn bị cho thời gian đi học nó tốt, rồi xong hết, làm quen với thời tiết, làm quen với đường xá, đi tới tìm trường, đi thuê nhà, vân vân. Uh, ý em là rắc rối với hải quan uh, lúc xin student visa không? không không có không có rắc rối gì đâu yên tâm uh, tôi có học sinh đi trước cả 3 tháng 4 tháng mà uh, không sao học sinh trung học đó. họ có thể đi trước được ai cũng nói là đừng đi tại vì sẽ đuổi về không có tôi nói rằng là nếu như tới hải quan con họ họ hỏi con và con trả lời một cách đàng hoàng một cách rõ ràng là đến sớm tại vì sao tại vì con học trung học và con cũng muốn sang đó sớm một chút để uh, thứ nhất là là uh, giãn cách À, mất hết 14 ngày thứ hai nữa là con muốn học à, thêm một số các cái tiếng Anh với làm quen với văn hóa này nọ thì cho nên tới sớm một chút và không có thấy họ hỏi vấn đề gì cả cho nên yên tâm Hoàng Hiệp thầy ơi cho em hỏi về việc xin nomini 600 điểm của tỉnh bang thì làm như thế nào Ồ cái này là em phải phải vào tỉnh nào mới được cho em hỏi chung chung thế này đâu có biết được Ờ à tỉnh nào mới là quan trọng tỉnh nào thì nó có những cái quy định riêng của tỉnh đó và nó có một tỉnh như vậy nó có nhiều chương trình xin cái nominee nominee mà lấy 600 điểm có nghĩa là chương trình đề cử tỉnh bang này nó có liên kết với hệ thống extract entry thì em trước hết là em phải nộp cái hồ sơ lên cái extract entry nhưng mà hồ sơ của em ví dụ được 300 điểm thôi và em đang nộp một cái chương trình để mà xin lên cái đề cử của tỉnh bang nào đó và ngay khi tỉnh họ cho em một cái nomination thì lập tức em cập nhật vào trong hệ thống extract entry thì điểm của em nó sẽ lên 900. À, còn cái nominee mà để được 600 điểm thì em phải biết được tỉnh, bang nào, em phải biết được em nộp theo chương trình gì. Thì mới quan trọng cho em hỏi cái này là rất chung, không, không trả lời được. Quỳnh Như, học ngành gì thì có khả năng PR cao? Đây là một câu hỏi chung hơn là câu vừa rồi của bạn kia nữa. Ngành gì cũng có khả năng định cư cả, vấn đề là mình học có giỏi hay không và mình có năng lực tìm được việc hay không như thế nào thôi, còn ngành nào thì cũng có khả năng xin PR cả. Ngành nào cũng có hết nhưng mà thầy ơi học ngành gì để có khả năng xin PR thì đây là một câu hỏi phải nói là too general, uh, to have an answer, tức là quá chung không thể có một câu trả lời chính xác được. Tại vì tôi cũng không biết là bạn học cái ngành gì, thế mạnh của bạn ra làm sao, tiếng Anh của bạn ra như thế nào. Đó. Uh, chứ bây giờ nói rằng là cái ngành care là có thể tìm được việc nhanh thực ra không phải có nhiều bạn healthcare ra vẫn ngồi không 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 làm được việc vân vân cho nên câu hỏi quá chung em em ém lại chút xíu em ép nó lại nhỏ nhỏ một chút cho nó cụ thể hơn thì có câu trả lời chính xác à, xin chào bánh chaps à, bánh pháp ngọc châu à, nguyệt võ thị chúc thầy cuối tuần vui vẻ xin cảm ơn ạ Uh, Long hồ thầy cho em hỏi về ngành Automotive ở Canada được không? Uh, em yên tâm các cái ngành mà liên quan tới cơ khí với là sửa máy móc này nọ nếu mà em xin được việc là à, nếu mà em xin được vào học về những cái chương trình này và em em học tốt ha em học tốt thì cái ngành ô tô là em biết rồi uh, thầy đi chỗ nào cũng thấy là uh, tìm sửa xe cả tìm sửa xe khắp nơi tại vì một người như vậy họ có ít nhất một chiếc xe giống như là thợ sửa xe máy như vậy ở ở Việt Nam mà thợ sửa xe máy là không có thiếu, anh qua làm sợ dơ thôi mới không làm thôi. Giống như ở Canada cũng vậy, thì cái ngành sửa chữa ô tô này nó rất là cần thiết, ở, ngành 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 sửa xe, ngành cơ khí này là vô cùng cần thiết. Ở, nhiều khi họ tìm người không ra nhưng mà vì sao như vậy? Tại vì không phải ai cũng phù hợp với cái ngành về về sửa chữa ô tô hay là cơ khí như thế này cả, không phải không có nhiều người đâu. Hôm trước có một bạn đi tìm một cái người thợ cơ khí đó mà tìm hoài không ra đó, tìm luôn cái ngạch đó là có thể định cư một cách dễ dàng đó, mà bạn tìm hoài không ra. Tại vì rất ít người chịu học cái ngành này nặng nhọc, rồi cứ nghĩ rằng là nó dơ giấy, tại vì sửa chữa thì phải đụng tới máy móc, máy móc thì phải dơ nhớt dầu nhớt vân vân. Nhưng mà cái ngành này em yên tâm, nếu em học được thì chắc chắn em sẽ có việc làm và sẽ có được định cư. Đây là những cái ngành gọi là gần như là thiết yếu mà, rất là cần. Nguyễn Thị Thu nhờ anh Tư vấn giúp con tôi đã có visa du học à, Canada nhưng cháu bay để nhập học kỳ tháng 9 được, chưa bay được vì trường của cháu dạy online à, từ tháng 9 sang kỳ tháng 1 thì cháu học trực tiếp vậy. Tôi muốn thầy tư vấn cho con bay vào thời gian nào là hợp lý nếu như bây giờ cháu muốn bay cũng được sang Canada học online thì nó vẫn hoàn toàn được phù hợp chứ không sao cả còn không á, thì tháng một là cháu học trực tiếp nhưng mà tháng 1 bay sang thì hơi lạnh cho nên là có thể uh, bay sang từ tháng 12. nhưng mà đại loại là nếu bay sang được từ tháng 9 thì cứ sang tại vì họ họ vẫn cho mà Đó, nếu mà trung học thì họ vẫn cho mà họ vẫn cho bay sang đi cho nên là cứ cứ uh, nếu mà không tiết tiền về chỗ ăn chỗ ở thì có nên bay sang cho nó chắc ăn và bay sang thì để mà tiêm chích vaccine này nọ luôn và cho nó tiện chứ ở Việt Nam bây giờ đang là khó khăn mà chưa biết dịch nó bùng như thế nào nữa à, tại vì nó tình hình nó thay đổi mỗi ngày cho nên nếu mà đi được thì cứ đi sang đi cho nó an toàn lấy cái study permit sau học online ở Canada cục tiện mà nó cùng cái múi giờ Thảo Trần thầy ơi học chuyên ngành kinh tế à, ra xin việc ở Canada có dễ tìm không? Bạn này cũng hỏi một câu rất chung nói chung là ngành kinh tế kinh tế là kinh tế gì mới được à, kinh tế gì mới được tại vì trong cái ngành economics là nó có nhiều cái ngành nhỏ và và cái cái việc mà học kinh tế ra có người tìm việc rất dễ có người tìm hoài không ra đến nỗi là bỏ nghề luôn à, bỏ bỏ luôn đi làm cái việc khác à, tại vì là cái năng lực của mỗi người nó khác nhau cho nên là rất khó trả lời à, cùng một cái trường cùng một cái lớp nhưng mà bạn này xin việc à, trước khi ra trường bạn kia tìm hoài cả năm không ra Đó là chuyện rất bình thường Tại vì không phải ai cũng học như nhau Không phải ai cũng có một cái nền tảng như nhau Cho nên cái câu hỏi này á, nó lại là một cái câu hỏi chung Đó. Và phải cần phải có một cái sự tư vấn về chuyên sâu Có nghĩa là bạn học cái gì Cái thế mạnh của bạn là cái gì Kinh nghiệm với Việt Nam ra làm sao Thì xin việc nó có dễ hay không Đó cái tính của bạn như thế nào nữa chứ còn cái tính mà một người học giỏi nhưng mà ruột rè không 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 có chịu giao tiếp không có chịu năng động đi tìm thì cả đó mãi mãi không tìm ra việc Hồng Hải thuốc cảm dị ứng giảm đau đau bụng đau đầu hạ sốt đều đem qua được nhé à, cái này bạn này trả lời cho cái câu hỏi ở trên à, đem vô tư đừng có đem đi sang đây mà 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 kinh doanh là được còn sang đây để mà đem mà để mà sử dụng cho mục đích cá nhân à, thì hoàn toàn được Hải Trần thầy cho hỏi em muốn mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế em mua cái gì mới được chứ? À, bảo hiểm y tế là mua cho du lịch hay là mua như thế nào? Nếu bảo hiểm y tế thì à, hôm qua hôm kia gì có mấy bạn cũng hỏi về bảo hiểm thì tôi biết người nào tôi nói người đó thôi nhưng mà à, tôi có xài cái à, dịch vụ của của Anthony Tuấn Huỳnh á, à, nếu mà nếu mà ai đọc cái bài hôm qua thì có thể là xem lại nói bạn đó tư vấn cho nhưng mà nói chung bảo hiểm nó cũng không khó khăn gì để làm mất thời gian của nhiều người đâu, tại vì cái đó rất là rõ ràng. ví dụ có người hỏi là à, trong thời gian tôi sang định cư ở Canada đó, mà tôi đang chờ cái thẻ bảo hiểm của tỉnh chẳng hạn, thì à, tôi nên mua bảo hiểm gì thì mua bảo hiểm du lịch thôi, mua cái travel insurance cho gia đình mình và mua có thể là mua từng tuần, có thể mua từng tháng miễn sao mình được bảo hiểm liên tục cái thời gian đó, chứ đừng có để trống ngày nào. Còn ví dụ như em mua bảo hiểm y tế mà của du học sinh ví dụ tháng 9 em mới nhập học. Bây giờ em bay sang thì em có trống được 1 2 tháng gì đó thì em nên mua bảo hiểm du lịch tại vì bảo hiểm trường học là khi nào em chính thức đi học thì nó mới được kích hoạt. Thầy ơi cho em hỏi học ngành health science có thể dễ tìm việc không? Lại một câu hỏi tương tự như một cái bạn ở trên. Đó, health science lại là cái ngành nào nữa mới được? Cái ngành chuyên về cái gì? Chứ và năng lực học nó như thế nào? À, tiếng anh ra làm sao ở mức độ gọi là tích cực khi đi tìm việc ra là à, như thế nào thì mới quyết định được chứ thực tế mà nói tôi nói rằng là ngành nào cũng có việc làm hết tại vì họ đào tạo ra không đào tạo thừa không bao giờ họ đào tạo mà à, gọi là xã hội không cần cả à, à, tất cả các ngành được đào tạo trong trường học thì họ đã nghiên cứu rằng thị trường cần xã hội cần à, cộng đồng cần thì họ mới đào tạo tuy nhiên là À, rất nhiều người học nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có việc. Đây là cái quy luật bất di bất dịch. À, tại vì không phải là cứ như là bệnh tật là nó cứ xảy ra bất kỳ người nào cũng có bệnh phải không ạ? Còn cái công việc á, thì nó không phải dành cho tất cả mọi người. À, có những người là à, ví dụ như tôi học giáo dục chẳng hạn, tôi vẫn tìm được việc trong lĩnh vực giáo dục. Nhưng mà có nhiều người học giáo dục ra không hẳn là họ đã tìm được việc trong ngành giáo dục thì nó cũng tùy vào cái, cái 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 năng lực, tùy vào kinh nghiệm, tùy vào cái gọi là mức độ nhảy bén, tích cực, chịu khó của cái người mà sở hữu cái uh, tấm bằng và đã học cái chương trình đó ra. cho nên câu hỏi này lại là một câu hỏi chung. Alex Nguyễn ở Canada có trường dạy lái xe tải để làm việc giao nhận liên bang hay không? chắc chắn là phải có. Các cái trường dạy, dạy lái, họ dạy container, họ dạy các cái cái bằng gọi là uh, hạng nặng. Có hết, có, có đầy đủ. Uh, Trần Thị Cẩm loan xin chào Nga Trương. Thầy ơi, một người độc thân 30 tuổi tốt nghiệp chương trình Fast Track Post 2 năm bằng Diploma thì cơ hội định cư như thế nào? Uh, em chưa có nói tiếng Anh, em cũng chưa nói là cái kinh nghiệm công việc em có hay không. Nhưng mà với cái 30 tuổi này, uh, tốt nghiệp chương trình này 2 năm này đó thì uh, chưa đủ điểm đâu. Nếu mà chưa 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 có các yếu tố khác ví dụ như tiếng Anh bao nhiêu điểm, ví dụ như đã có kinh nghiệm mà trước đây là bao lâu được chứng minh hay không, vân vân còn nhiều yếu tố khác nữa. Có tiếng Pháp hay không thì uh, uh, cái điểm của em nếu mà hiện tại bây giờ theo thầy đoán 30 tuổi nha, uh, chưa có tiếng Anh thì không đoán được. Còn cái bằng Fast Track hai năm này là cái 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 này tôi nghi ngờ là À, nó là một cái certificate chứ không phải là cái diploma À bằng diploma này thấy không thì chưa đủ điểm đâu bây giờ nó chỉ mới nhưng mà tối đa tối đa của bạn này khoảng cỡ 400 điểm thôi không có nhiều à, nếu như mà đang ở Canada đã học tại Canada và đã làm được một năm rồi thì khả năng có định cư năm nay là có còn nếu bây giờ mới bắt đầu như thế nào thì chưa chưa không hy vọng Nguyễn Vi À, thầy năm sau em du học SDS vẫn theo chồng thì có cần phải nhiều thủ tục hay chứng minh thêm tài chính à, dĩ nhiên em đi học mà có chồng có con á, thì phải, phải 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 chuẩn bị tinh thần là mình phải đủ cái số tiền để mình đi học và mình phải đủ cái số tiền để trang trải cho cho cả gia đình nếu mà sang đây à, tại vì em đi học rồi là mất cái nguồn thu chồng em đi theo cái open work permit cũng phải chứng minh rằng là à, có có một cái 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 số tài chính nhất định để sang đây thì họ mới tin. Có nhiều người họ nói rằng là không cần. Mặc định là là uh, uh, một người uh, có cái visa du học thì chồng được xin theo, con uh, con được đi theo. Thực ra cái đó không phải. Uh, chính phủ họ nói như vậy nhưng mà khi họ xét họ vẫn phải biết được rõ ràng là nếu như cho cả cái gia đình này đi theo thì có ảnh hưởng gì? thì cái khả năng mà họ có thể tự kiếm được tiền tự có thể trang trải cho họ có uh, có hay không chứ không phải đơn thuần là uh, cứ một cái người lọt được cái visa uh, du học thì cái người còn lại được đi theo không phải họ phải xét theo từng ca một và họ vẫn sẽ yêu cầu về tài chính để chứng minh rằng cả hai người này khi sang canada không phải là gánh nặng của của đất nước canada này ví dụ họ sang để họ thất nghiệp thì sao họ sang để thất nghiệp thì lấy cái gì mà sống cho nên cái người xét duyệt visa Căn cứ trên luật thì họ nói, à, được phép nộp nhưng mà được cấp hay không, đó là cái quyết định cuối cùng của lãnh sự. Và mình phải chứng minh là mình có đầy đủ các cái hồ sơ tài chánh, à, mình có số tiền để dành dụng. Ví dụ, à, một cái bạn đi học là một năm như vậy, 30 ngàn đi, chi phí tất cả là 30 ngàn, 2 năm là 60 ngàn. Cái việc của bạn này là bắt buộc phải có đủ số tiền đó. Và cái người đi theo, á, phải chứng minh được rằng là họ đi theo một mình thôi thì dĩ nhiên họ cũng phải có hai chục ngày hay ba chục ngày vậy đó một năm để họ chi tiêu hay là ít nhất cũng phải 15 lăm ngàn tại vì một người là phải 15 lăm ngàn mới sống được ở bên Canada này ví dụ như vậy thì à, họ phải chứng minh cho chính phủ cho cái người xét duyệt visa biết rằng là à, cái hồ sơ của tôi là hồ sơ rõ ràng và tôi không làm gánh nặng cho chính phủ Canada cái đó là cái cái ngầm thôi chứ không phải là nói là mình trình bày ra như thế mà mình ngầm biết là mình phải chứng minh cho nó rõ về số tiền thì mình nộp vào nó mới dễ còn có nhiều người không nộp cái gì hết Không nộp cái gì, cứ nghĩ rằng là SDS là không có cái gì hết rồi Thì họ từ chối là chuyện bình thường Rồi sau đó cũng phải nộp lại thôi à, Bảo Anh Phạm Em đang làm việc ở nước ngoài Và nếu được offer từ trường à, Em xin visa nước ngoài được không ạ à? Em không về Việt Nam Ở thời điểm hiện tại được, à, được. Và thời gian xử lý à, Cái này là thầy cũng chịu à, Em đang ở nước ngoài Và nếu được offer từ trường offer từ trường là offer việc làm hay như thế nào. À, nói chung, em ở nước ngoài hay nước trong thì cái việc mà một cái đơn vị nào đó mời em làm việc thì họ phải có cái job offer là một nhưng mà em phải nộp hồ sơ, em xin, à, xin cái work permit để em sang và trường có hỗ trợ hay không à, thì lại quay lại cái cái câu chuyện là phải có giấy tờ à, để chứng minh với chính phủ rằng là cái trường này vì sao họ tuyển em đó và uh, khi họ tuyển em thì họ phải hỗ trợ về mặt giấy tờ như thế nào để em nộp em xin cái work permit đây là một cái quá trình rất là nhiêu khê chứ không có đơn giản mà đôi khi em phải nhờ tới các cái dịch vụ về tư vấn di trú để họ hướng dẫn cho chứ còn tự làm dĩ nhiên là em đọc em nghiên cứu em tự làm vẫn được nhưng mà cái thao tác của nó nó không hề dễ đó nó không hề dễ thứ nhất là phải phỏng vấn với trường hay là để mà Uh, xin được cái offer của họ sau đó thì họ cho cái offer em phải tiến hành em việc em nộp xin cái work permit như thế nào uh, và đối với một cái người mà xin việc từ uh, xin cái work permit từ nước ngoài á, thì nó phải có cái lma như thế nào trường họ có lo cho cái đó hay không nói chung là uh, một cái quá trình hơi bị dài hơi bị phức tạp về mặt giấy tờ em chào thầy À tôi sẽ tư vấn thêm một chút xíu nữa tại vì nó hết giờ rồi. Em chào thầy, em apply chung chương trình uh, Federal Skill Worker nhân điểm là 450. So với thang điểm của những lần draw trước thì khá thấp. Em có apply visa du học hay không? À, khi em đã có trên extract entry khi làm visa du học, em luôn phải chứng minh ý định mình sẽ quay lại Việt Nam. À, cái này tôi không có chắc lắm. Cái này tôi không có chắc lắm tại vì em đã mở cái hồ sơ trên cái track entry rồi. À, còn không thì em, em rút cái hồ sơ đó lại Rồi em nộp cái hồ sơ xin đi visa du học à, Có thể là em phải nhờ tới một cái người Mà tư vấn chuyên sâu hơn một chút xíu Chứ còn tôi trả lời bảy cái mất công Nhưng mà khi đã mở cái extract entry đó rồi Bây giờ em nộp lên thì nó có khả năng là Chính phủ họ question Tức là họ đặt cái câu hỏi à, Vì sao Hoàng Hiệp em xin Nova Scotia em nghe bạn ở nước ngoài nói làm job nóc B đủ một năm là xin được thì nếu mà em làm cho một cái chủ mà designated thì ở nóc B chẳng hạn thì em cứ nộp thôi nếu mà theo cái quy định của cái tỉnh đó là em đủ điều kiện thì em cứ nộp nhưng mà muốn có cái nomination 600 điểm này thì trừ khi là em vào trong cái hồ Extract entry em mở hồ sơ rồi đó thì em mới lấy được cái này thì em nộp vô nó sẽ ra 600 điểm đó, cộng thêm 300 điểm của em là thành 900. Em là vô địch thiên hạ rồi. À, chồng em là người da màu. Thì không biết hồ sơ cần thêm gì về chồng em không? Em du học. SDS mang theo chồng. Chồng em là người da màu. Hồi này cũng không hiểu chồng em là... Vì sao em nói chồng em là người da màu trong cái câu như thế này? à, thì uh, da màu tức là họ không phải là người Việt Nam hay là họ là người Việt Nam hay là da màu là da đen, da trắng, da nâu, da bừng quân hay như thế nào nữa, thầy không rõ lý do vì sao em đưa cái da màu vào trong này. Long Hồ em cảm ơn thầy, xin phép thầy accept request Facebook. À có một số bạn là xin 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 uh, uh, add Facebook của tôi nhưng mà thực ra Facebook họ không có cho vượt quá 000 cái friend cho nên là uh, nếu mà À, thật sự cần thiết á, thực sự cần thiết thực sự là à, muốn giữ liên lạc để thao, trao đổi các cái thông tin á, thì tôi sẽ phải lục lại tất cả những cái danh sách bạn của tôi và tôi phải, phải remove những cái người mà đã lâu không liên lạc ra thì tôi mới nhét vào được một cái người khác còn không thì các anh chị cứ theo dõi tại vì chế độ facebook của tôi là chế độ mở À, và muốn trao đổi thì vẫn trao đổi bình thường được bằng cách là gửi một cái tin nhắn thì có thể nó vào spam nhưng mà khi tôi đã trả lời trong cái cái spam đó rồi thì bắt đầu có thể trao đổi thường xuyên được hoặc là có thể theo dõi bình thường thôi theo cái nút follow cũng được. Tôi luôn luôn ở đó. Tại vì cái 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 friend thì có 5 ngàn thôi, Facebook họ chưa cho hơn cái số đó. Kim Đài thầy ơi cho em hỏi nên học ở BBC bc hay Nova Scotia cái nào tốt hơn? À, chi phí như thế nào? Dĩ nhiên em học Nova Scotia theo thầy biết là chi phí rẻ nhất rồi. Nhưng mà còn tỉnh nào nó cũng có một cái chương trình định cư riêng của nó cả, có tốt có xấu. Nói chung, nếu em quan tâm tới cái việc chi phí rẻ thì về Nova Scotia à, chi phí rất là rẻ. Và BC là cái tỉnh bang lớn mà tỉnh bang lớn thứ ba của Canada mà về mặt dân số, cho nên là chắc chắn là chi phí nó sẽ đắt đỏ hơn rồi. Hải Trần, em chuẩn bị qua BC working được bảo em phải mua bảo hiểm trước khi bảo hiểm theo chủ kích hoạt em nên mua du lịch em nên mua bảo hiểm du lịch thôi mua bảo hiểm từ cái ngày mà mình có thể trước một hai ngày ví dụ mình bay chẳng hạn thì mình mua cái cái bảo hiểm du lịch từ cái ngày đó rồi mình mua trước một tháng đi trong khi chờ rồi mình không xài thì họ không không xài thì, thì, thì xin họ lấy tiền lại cái phần chưa xài thôi chứ gì đâu nó rẻ mà bảo hiểm du lịch du lịch rẻ rè không sao đâu nhưng mà nên được bảo hiểm Trần Chi chào thầy Hòa hai vợ chồng em nộp SDS cùng lúc với SPAO open work nhưng student visa của chồng em approve rồi, à, đang pending trong khi đa số các case của em thì thấy approve là có kết quả cả hai luôn, hồ sơ vợ nộp đầy đủ khám upfront tức là khám sức khỏe trước, sổ tiết kiệm tên vợ hợp đồng lao động IL, thư giải trình không biết thầy có biết case nào tương tự không? Đây là chuyện bình thường. Đây là chuyện rất bình thường, à, không có gì khó khăn và không có gì khúc mắc trong này cả. À, không phải tất cả những cái hồ sơ mà nộp cùng một lúc thì họ duyệt cùng một lúc, không phải. Có khi thì họ duyệt cho con trước, có khi họ duyệt cho mẹ trước, có khi họ duyệt cho chồng trước rồi họ giam cái đó lại. À, mình cần thì mình hỏi thêm thôi. Trần Nguyên dự định sang Canada vào 1 à, tháng 1, 2022. Em final hồ sơ vào tháng 9 năm nay. À, em có thể sang sớm để apply khóa tiếng Anh trước một vài tháng không? Em có thể. Nếu mà em muốn sang sớm qua để em học một cái khóa tiếng Anh thì em có thể xin đăng ký xong rồi em cầm theo cái tờ giấy đó và hãy họ hỏi, hỏi nói sao thì em nói em đi học trước. Không sao, tại vì em có visa rồi. À, Lan hai anh em đã đọc xong thạc sĩ ở Nhật, International Business Administration. Em đang đi làm tại Việt Nam, em muốn apply sang Canada làm việc và định cư nhưng em tìm hiểu thì em prefer người giới thiệu hơn là từ apply online another country nếu em apply sang Ontario để định cư. Hơn, tốt hơn theo diện đi học hay ráng kiếm việc làm. u chờ cái câu này. À, nếu em cảm thấy, nếu em cảm thấy là em có đủ cái số điểm để em nộp hồ sơ theo cái diện là federal skill worker thì em cứ mở hồ sơ em nộp. đó. còn không, nếu em quyết định đã đi học thì em cứ thế mà đi học là chắc ăn nhất. đó. còn không á thì em nếu em có tiền nữa thì em đi theo các cái diện khác. đó. còn à, à, thực ra đó là à, nếu em apply sau Ontario để định cư tốt hơn là theo diện đi học làm sao uh, Ontario là làm sao mà em định cư sau Ontario uh, định cư Canada chứ? Đó. Nhưng mà em em chọn cái tỉnh Ontario để tới rồi uh, em kiếm job offer nếu em kiếm được như là cái phân tích của anh từ trước tới giờ đó là một em có cái trung gian giới thiệu, em có chịu trả tiền cho họ để họ giới thiệu hay không? Và công việc cái job offer đó là job thật hay là giả? Rồi thật hay giả như thế nào, cái mức độ nguy hiểm của nó ra sao, số tiền như thế nào? Em phải cân nhắc cho kỹ. Còn nếu em đã quyết định đi học thì cứ thế mà nhắm một đường đi học thôi. À, suy cho cùng thì con đường nếu mà có nếu mà có khả năng, nếu tuổi vẫn còn để đi học. Đó, và cảm thấy rằng cái việc đi học là thích hợp với mình thì nên chọn con đường đó tại vì con đường đó là con đường tiết kiệm nhất sang sáng và tiết kiệm nhất tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần đi học là sang và sáng và tiết kiệm nhất đi học để có thêm một cái bằng cấp đi học để có thêm một chút kiến thức à, đi học để có một cái cơ sở sau này khi mình ra trường mình có một cái pgwp giấy phép đi làm đó để mình đi làm thì chủ họ sẽ tuyển dễ dàng hơn à, chứ còn các cái thủ tục mà xin cái job offer từ bên ngoài Canada nó rất là nhiều khê mà phải tốn rất là nhiều tiền. Đôi khi có những cái bạn bỏ ra mua là tốn gấp 3 lần, 4 lần so với số tiền tôi bỏ ra đi học. Có những bạn mua cái chuyện là mua tới uh, uh, 100 50 ngàn đô, uh, cái số tiền đó số tiền mơ ước của nhiều người. Tôi thì chịu, không không có cái số tiền đó. Trong khi tôi đi học tốn 25 ngàn. Tôi đi học nhưng mà không phải tất cả mọi người đều đi học nói đi thì nói lại không phải tất cả mọi người đều có khả năng đi học nhưng tôi khẳng định lại một lần nếu như có khả năng đi học thì chọn con đường đi học là con đường sang sáng và tiết kiệm nhất Đó. còn những con đường khác đều có rủi ro con đường đi học thì nó ít rủi ro hơn ok như vậy là đã đầy đủ tất cả các câu hỏi của các anh chị à, xin uh, uh, chúc các anh chị uh, các anh chị em một buổi tối ở Việt Nam à, vui vẻ à, chúc uh, cho mọi người ở Sài Gòn à, bình yên và à, hy vọng là các cái uh, ca nhiễm nó sẽ được uh, giảm xuống từng ngày chứ còn hiện giờ là đang rất là cao cả nước Việt Nam hôm qua tức là tính tới tính tới tối nay chứ là 1853 ca. Trong khi đó thành phố Hồ Chí Minh là chiếm hết 1320 ca. À, tức là chiếm rất là cao thì à, à, hy vọng là mọi người à, cố gắng giữ gìn à, sức khỏe cho nó an toàn à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một cái chương trình livestream lần sau xin chào